trời đất, đất còn trong đó chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm một thảm. Thiên Chúa dùng lời quyền năng mà tạo nên một loài vật. Thiên Chúa là giữa trời và đất, ánh sáng và bóng tối, sông ngồi và biển cả. Tiếp đến Ngài tạo dựng muôn loài còn thú để tô điểm cho vũ trụ, và người thấy một loài người dựng lên đều tốt đẹp, nên Thiên Chúa chúc phúc cho chúng. Hãy sinh sôi nảy nở cho tràn đầy mặt đất. Thiên Chúa là dựng con người có nam có nữ. Còn đi sẽ đứng ngắn gót chân bà.